Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Như vậy là cho tới ngày hôm nay thì bộ đôi Oppo F11 và Oppo F11 Pro đã được giao tới tay người dùng, những người đã đặt trước. Và những cái chiếc Oppo F11 Pro thì đã được giao trước khoảng tầm một tuần rồi. Hôm nay chỉ là ngày giao lại cái chiếc Oppo F11 mà thôi. Và theo những cái con số mà mình ghi nhận được ấy, đây là con số của Oppo cung cấp, thì bộ đôi này đã lập được kỷ lục với 62.000 máy bán ra. Trong đó thì cái lượng đặt trước cho cả hai máy là 56.030 máy. Oppo F11 Pro sẽ có số lượng đặt trước là 36.479 và Oppo F11 sẽ là 19.551. Một con số là quá khủng khiếp không? Nếu như chúng ta so sánh với cái lượng đặt trước của những chiếc Oppo F1S thì nó sẽ chỉ là 40.000 và những chiếc Oppo F9 nó chỉ là 48.000 mà thôi. Hai con số đó thì nhỏ hơn con số 62.000 rất là nhiều. Vậy thì tại sao cái bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro lại đạt được cái con số bán nó kỷ lục đến như vậy và cũng như là nó lại thành công đến như vậy? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Nói về sự thành công của bộ đôi Oppo F11 và Oppo F11 Pro thì chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc tới được cái giá bán quá ngon của nó. Nếu như các bạn nhìn về cái mức giá bán của chiếc Oppo F9 vào năm ngoái thì chúng ta sẽ có mức giá là 7.490.000 cho phiên bản 4GB và 64GB nhớ trong. Trong khi đó cái phiên bản 6GB 64GB nhớ trong thì nó sẽ có mức giá là 8.490.000. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là hai cái mức giá đó nó đều tương đồng với cái mức giá của bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro. F11 nó sẽ chỉ có là 7.290.000, tức là nó rẻ hơn so với chiếc Oppo F9 của năm ngoái. Oppo F11 Pro thì nó sẽ có mức giá là 8.490.000, tức là nó sẽ bằng với cái mức giá của chiếc Oppo F9 với phiên bản RAM là 6GB. Vậy thì với hai cái mức giá này thì chiếc Oppo F11 và F11 Pro có nâng cấp gì so với chiếc F9 hay không, cho mà cái mức giá của nó lại tốt đến như vậy? Nó không hề cao hơn mà nó lại còn thấp hơn so với chiếc Oppo F9. Thì tất nhiên một câu trả lời đó là có. Đơn giản thôi, các bạn cứ nhìn vào chiếc Oppo F11 thôi ạ. Về cái ngoại hình của nó, tổng thể thiết kế về cái màn hình thì nó không khác biệt nhiều so với chiếc Oppo F9. Chúng ta vẫn sẽ có màn hình Full HD, chúng ta vẫn có tấm này là TFT, nhưng mà cái kích thước của nó thì đã được nâng lên, đó là 6,5 inch so với 6,3 inch trên chiếc Oppo F9. Cùng với đó thì thiết kế màn hình giọt nước vẫn được giữ trên đây để có thể giữ lại cho các bạn những cái gì thân quen nhất trên chiếc Oppo F9. Chúng ta có camera kép ở phía đằng sau và chúng ta sẽ có độ phân giải camera chính lên tới là 48 megapixel. Và đây chính là cái điểm nhấn mà Oppo nhấn mạnh trên cái bộ đôi F11 và F11 Pro, đó là chuyên gia xóa phông thay vì là chuyên gia selfie giống như trước đây. Còn với Oppo F11 Pro thì sao ạ? Đây là một chiếc máy mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, một cái trải nghiệm về màn hình panoramic, một cái màn hình toàn cảnh, không có bất kỳ một thứ gì nó chen ngang hay là nó khuyết tật ở chiếc màn hình này cả. Không hề có giọt nước, không hề có đục lỗ, mà chúng ta có một công nghệ rất xịn sò, đó là camera selfie thò thủ ở phía bên trên. Và camera selfie này nó cũng sẽ có độ phân giải rất cao lên tới là 16 megapixel, tương đồng với chiếc Oppo F11 này, nhưng F11 nó sẽ không có thò thụt mà nó sẽ chỉ là camera giọt nước như mình đã chia sẻ mà thôi. Và như vậy thì người dùng sẽ có một cái chiếc máy nó xịn sò, nó độc lạ và nó tạo ra một cái sự gì đó khác biệt khi mà các bạn sử dụng ở bên ngoài. Bản thân mình đây, khi mà mình cầm cái chiếc Oppo F11 Pro kể từ cái ngày mà nó còn chưa ra mắt ấy, thì mình đi tới đâu mọi người cũng hỏi ủa cái đầu máy của mày nó xuất hiện cái gì vậy, ủa cái gì nó thò lên vậy hay vậy. Thì mình chia sẻ lại, đây là cái camera thò thụt đến từ Oppo chuẩn bị được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là Oppo đã mang lại cho người dùng hai sản phẩm với những cái công nghệ rất là độc đáo, trong khi cái mức giá của nó lại tốt hơn sản phẩm tiền nhiệm. Chỉ như vậy thôi là nó đã đáng mua và nó đã gọi là thành công trong cái năm 2019 như thế này. Cái điểm tiếp theo nữa đó là về phần cấu hình, thì đây cũng là một sự nâng cấp so với phiên bản F9 năm ngoái, trong khi mức giá của nó còn tốt hơn. Khi mà chúng ta sẽ có con chip đó là Helio P70, chúng ta có 6GB và chúng ta có 64GB nhớ trong. Về con chip Helio P70 thì đây là một con chip nó chỉ tăng nhẹ xung nhịp, cũng như là nó nhấn mạnh vào cái khả năng xử lý AI nhiều hơn so với con chip Helio P60 của năm ngoái. Nhưng mà về phiên bản bộ nhớ RAM thì các bạn có thể thấy rằng là với một mức giá rẻ hơn nhưng chúng ta lại có bộ nhớ RAM lớn hơn và chúng ta có con chip xịn hơn, thì đấy cũng chính là một phần lý do khiến cho bộ đôi Oppo F11 và Oppo F11 Pro được lòng người dùng và khiến cho họ đổ xô đi mua bộ đồ này, giúp cho nó đạt được cái doanh số lớn đến như vậy. Còn một thứ nữa mà mình nghĩ nó cũng sẽ là cái điểm khiến cho người dùng bị thu hút, đó chính là về công nghệ sạc nhanh. Nếu như năm ngoái chiếc Oppo F9 là chiếc máy tầm trung đầu tiên của nhà Oppo được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC, thì bộ đôi Oppo F11 và Oppo F11
Pro nó lại được cải tiến thêm một bậc mới ở cái công nghệ sạc nhanh này, khi mà chúng ta sẽ có sạc nhanh Vox 3.0. Nếu như để ý vào cái thông số củ sạc thì các bạn sẽ thấy rằng là củ sạc của nó vẫn có nguồn ra là 5V và 4A, nhưng mà theo cái trải nghiệm thực tế của mình thì cái tốc độ sạc của bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro nó mang lại cho mình là tăng khoảng 30% so với cái tốc độ sạc trên chiếc Oppo F9 có nâng cấp, nhưng chúng ta lại có một mức giá tốt hơn, thì đấy chính là cái điểm giúp cho bộ đôi này thành công đến như vậy. Và trên đó là cái chia sẻ của mình về bộ đôi Oppo F11 và F11 Pro, tại sao nó lại thành công đến như vậy để rồi mang lại cho Oppo một cái doanh số, một cái con số kỷ lục về cái mức máy bán ra. Và các bạn thấy sao về bộ đôi này? Xin mời comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và cũng như là các bạn đã mua chiếc máy này chưa? Bao nhiêu bạn đang xem video này mà đã mua nó rồi thì hãy để lại cái cảm nhận của bạn về bộ đôi này ở phía bên dưới nhá. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.